Báo săn, thú ăn thịt chạy nhanh nhất đồng cỏ. Chúng sẽ phối hợp cùng nhau để thực hiện cuộc săn quen thuộc. Tốc độ chạy tối đa của nó có thể lên đến 113 km/h. Nhưng tốc độ chạy này không kéo dài được lâu. Quả tim nó sẽ bơm 16 lít máu trên phút, tuần hoàn toàn bộ lượng máu trong cơ thể trong vòng chưa đến 20 giây. Nghĩa là nó chỉ có chưa tới nửa phút để đuổi bắt và diệt con mồi. Nếu nó cố vượt qua ngưỡng thời gian này, chính cuộc săn đuổi sẽ giết nó. Cuối cùng, nhờ vào siêu tốc độ và săn theo nhóm, chúng đã thành công. Để có được thức ăn nuôi sống bản thân, chúng phải lao động hết mức có thể. Tuy nhiên, thành quả của báo săn sẽ bị mất. Linh cẩu đốm, những kẻ cơ hội đã chờ sẵn. Chúng đang định vị đến khu vực vừa mới xảy ra ồn ào. Trong khi bầy báu vẫn loay hoay kết liễu con mồi, những kẻ cơ hội đã tới. Chúng đi theo nhóm, nên việc cướp lấy con mồi là lẽ nhiên. Bầy báu săn bất lực nhìn thành quả lao động bị mất. Bất công thấy rõ. Linh cẩu khẩn trương sẽ thịt con mồi, bởi chúng biết không chỉ mỗi có chúng muốn cướp bóc. Kẻ cướp bóc thứ hai đã lộ diện. Sư tử không có lý do gì phải sợ. Chúng đang cướp lại bữa ăn từ tay linh cẩu. Rất quyết liệt. Sức mạnh nhân đôi khi con sư tử cái thứ hai xuất hiện. Linh cẩu đi theo nhóm từ 2 đến 5 con. Chúng không đi theo đàn lên đến 20 con. Chúng thành kẻ trắng tay và trải qua cảm giác mất mát như báo săn. Sư tử ôm con mồi như là bảo bối, bởi chúng là kẻ chiến thắng cuối cùng. Đừng nhắc đến hai chữ liêm sĩ, chỉ cần biết chúng mới là kẻ mạnh nhất ở đây.